đấy. Nói về cái vấn đề mà làm răng này á, thì em cũng biết một chút ít về kiến thức về nha khoa, tại vì bạn em cũng có làm nha khoa. Thì nói về đạo đức nghề nghiệp mà cho một cái bộ răng tạm là 800 triệu á, em thấy là hơi bị ảo tưởng sức mặt nha. Răng tạm mà 800 thì răng chính thức thì đó là bao nhiêu, là đúng không? Cho nên là không phải là mình là chủ cơ sở muốn hét giá thế nào hét giá ha. Hét giá tầm bậy bạ của trường quản lý thị trường chỗ dẹp luôn cái cơ sở bây giờ đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Làm cái gì nó cũng phải có khuôn có khổ, nó có quy định đàng hoàng, đúng không? Mình có hơn thị trường đôi xíu thì được, chứ còn mình hơn gấp 3-4 lần người ta vậy thì coi chừng nha, coi chừng tham thì thâm. Còn như theo em biết á, tốt của một cái răng mà tốt á, cái tốt của nó có 500.000 thôi. Cho một cái loại răng tốt người ta nhập về rồi người ta đặt cái tên này tên kia cho mỹ miều lên cho dễ tính tiền khách hàng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta tùy vào mặt bằng của người ta, cái địa điểm mặt bằng mà nó sẽ có một cái giá tiền khác nhau, rồi tay nghề của bác sĩ đó, rồi nói chung là marketing, rồi tiền nhân viên, tiền thế má, rồi quy mô của cơ sở nữa, nó sẽ nâng cái giá trị của cái răng đó lên đó. Cho nên là không phải là, chứ bản thân cái giá trị của cái răng, không có cái răng nào mà một bộ răng tạm mà 800 triệu hết á nha. Cái đó gọi là ăn cướp rồi, chứ không phải làm ăn nữa nha. Còn nói về mà đòi á, thì mình nên tua ngược về thời gian. Cái thứ nhất, ở đây không có chủ động, không có chủ động đi xin, mà thời điểm đó cái người cho năn nỉ, cho năn nỉ và ước muốn được cho và mong cầu người cho, cái người mà nhận á là hãy nhận đi, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ nếu như muốn đòi á, thì thứ nhất trả lại cái răng thiệt cho người ta đi, đúng không? Người ta lúc đó không có nhu cầu làm đẹp, cái cơ sở làm đẹp có cái nhu cầu lợi dụng cái danh tiếng người ta cái thời điểm đang nổi đó để mà lợi dụng trục lợi quảng cáo hình ảnh trên người ta, đúng không? Thời điểm đó đâu phải làm răng không có livestream, làm răng không có sử dụng hình ảnh người ta, đúng không? Trên cái thực tế cả hai cùng có lợi, đó là quan hệ cộng sinh. Và nói thẳng ra đúng hơn là cái thời điểm đó là cái thời điểm drama cao trào nhất, cái thời điểm chị Loan đang hot nhất. Có rất nhiều cơ sở mong cầu chị Loan làm miễn phí, thậm chí trả thêm tiền marketing luôn, đúng không? Cái thời điểm đó trả thêm tiền marketing luôn. Bây giờ hỏi cái phòng khám mà đòi răng lại á, có dám xô ra cái doanh thu từ cái thời điểm mà chị lo đến làm răng sử dụng hình ảnh của chị lo đó, và thời điểm đó, trước đó cách đó 3 tháng đi, coi thử cái doanh thu nó có chênh lệch không, vì cái phần lệch đó có trả cho bà lo không, đúng không? Rồi. Tất nhiên là nó phải có lệch. Thử đem doanh thu từ thời điểm bà lo làm trước đó, doanh thu 3 tháng và so doanh thu từ đó về sau 3 tháng, coi nó có phần lệch không. Cái phần lệch đó chị bên phòng khám có trả tiền marketing quảng cáo cho người ta không mà đòi, đúng không? Mà trong khi là cho tặng quà xong đi đòi là nó hèn lắm, nó hèn lắm. Mà Bân thấy á, là mà chả có cái găng tạm nào mà 800 triệu hết á. 1.9 triệu, có người nói là 1.9 triệu đấy anh. Mấy con fan Sài Gòn nó đòi là 1.9 triệu, đòi ra gì rất rẻ. Tiền chứ đâu phải tiền, đâu phải là tiền âm phủ mà tụi nó muốn kê nhiêu rồi muốn lấy nhiêu. Thứ nhất ở đây á là cho người ta, mà lúc đó người ta cũng không có nhu cầu xin, phải năn nỉ, phải ép. Chính cái chủ phòng khám lên trên live nói rõ ràng, năn nỉ nó, ép nó qua đây làm, đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, trên live mọi người, còn những cái live đó mọi người cứ lại coi, chính chủ phòng khám nói vậy, chứ mà ở đây người ta xin xỏ. Ở đây không có giống như con bảy màu mà tự động nhắn tin xin xỏ đòi giảm giá này kia qua làm, đúng không? Đúng rồi. Mà ta nói cái phòng khám gì á, găng thì làm tam tai mà giá thành thì đắt gấp 2-3 thị trường thì ai mà làm, đúng không? Mọi người để ý đi, 10 khách đi làm đó 9 khách bị tam tai rồi, ai mà dám làm. Mà bây giờ găng mà đi đòi lại thì ví dụ như là cho ba cái nữ trang đòi lại cũng được đi, mang về mình cũng xài, chứ găng bây giờ đòi lại mình lại lắp cho khách khác. Anh em nghe đồn nha, răng nó về lắp cho một bù xô, tại vì cái chị đấy là người khởi xướng nghe cái vấn đề mà đòi răng cho cô Hai Lê ha. Ôi gì vậy, ớn gì bộ xô đó, cái răng nó bự quá sao gắn vừa thiếp.
Em tưởng đâu là tụi nó là đi cãi lộn mướn, đi chửi thuê cho bên kia mệt quá, gọi vợ đội hàm răng về để nó hầm với xòi chia nhau húp cho bồi dưỡng sức khỏe chứ. Em không thể nào mà nghĩ được mà cứ mà một cái hàm răng mà vợ cậu lại cắn cho người ta. Lần đầu tiên em thấy một răng tạm mà 800 triệu, trời đất ơi. Bây giờ hỏi nè, bây giờ có chắc không? Có chắc cái giá thành giá trị thật của nó như vậy không? Nếu như chắc như vậy, bây giờ chị Loan lấy hàm răng đó ra đem đi thẩm định. Nếu nhà mà trên giá thị trường, giá trị thực của nó không phải cái giá trị đó thì cái cơ sở là chủ doanh nghiệp đó phải chịu thành như thế nào trước pháp lý, đúng không ạ? Tại vì đây là nó ảnh hưởng thực tế. Chị Loan là người có sức ảnh hưởng với cộng đồng mạng nữa, cho nên nó không phải là cái chuyện mà mình thích thì mày nói sao mày nói, mày thích mày muốn đôn lên như mày đôn, đúng không? Làm việc cái gì mình nói chuyện mà chắc chắn là khi mình nói trên không gian mạng là mình phải biết là mình nói là có người nghe là chắc chắn. Anh bên này anh có biết là cô Mai Lê đây không phải là đầu tiên mà đây là lần thứ ba, trước đó thì có chị Khách Giao và Đặng Thu Thảo là một hoa hậu, cô ta cũng gọi là có một sự xích mích nào đó cũng đòi lắm, ngay cả hoa hậu Đặng Thu Thảo cô ta cũng đòi muốn chia là chị Loan. Nói chung là cô ta theo kiểu là không chơi với nhau là đòi răng. Mà cũng may á, cũng may là chủ cơ sở làm răng đó, chứ phải mà chủ cơ sở sản xuất băng vệ sinh rồi đòi mới mệt. Người gì mà kỳ quá, chia tay xong rồi lại quà, nhục thiệt luôn á. Cảm giác là mình nghèo khổ túng thiếu quá, cảm giác mình tần tiện quá thì đừng cho ai gì hết trơn á, để mà gia đình mình tự xài tự sướng đi nha. Còn mình đã tặng đã cho rồi thì mình xác định đó là nó mất, chứ đừng có nghĩ là cho rồi sẽ đạt được cái lợi ích gì đó. Cái đó là trao đổi chứ không phải là quà tặng nha. Trao đổi thì nó có qua có lại, mà đâu phải là có qua không có lại đâu. Ở đây người ta cũng cho sử dụng hình ảnh, đúng không? Chị Loan lúc đó sử dụng hình ảnh của bà cũng đâu có thuận tiện. Sử dụng hình ảnh của người ta đã đời rồi, bây giờ xóa rồi bắt đầu đòi lại đâu có được. Cái vụ mà 300 triệu tiền BH hết chưa nghe chồng của cô Le Le này trả luôn đó ta. Đó, có giỏi thì trả tiền BH lại đi. Toàn người ta cũng đã tuyên án rồi, đó, người ta cũng đã kết thúc hồ sơ rồi, người ta xử xong rồi. Thì bây giờ mình trả đi chứ còn đợi gì nữa, đợi đồi hả? Vừa nãy chị Bích Trâm cũng lên một cái xe tới, chị Bích Trâm kẹt cổ, dùng từ kẹt cổ. Chị nói là bây giờ chị nghèo quá, bây giờ chị muốn lấy lại 200 đô để chị có thể là nấu cơm hết cho người nghèo. Đó, bây giờ chị Trâm khổ, bây giờ thì ông anh hai bàn thờ trẻ đi chứ 200 đô đâu có đáng gì với những người làm đăng tiếng là nghệ sĩ hoa hậu mà lại nhục nhé như vậy, chị phải đồng tiền đúng không anh? Vấn đề là bây giờ chắc gì ông anh hai không có tiền, không trả lại chắc gì anh đã có tiền để trả lời, đúng không? Anh mà có tiền thì anh đâu có bán thân, đúng không ạ? Có ai đời mà có râm đi ăn thịt bánh bèo, đúng không? Cả cái showbiz ai cũng biết, dành trai mà có lộ trên sân khấu luôn, mà bây giờ đi cưới con bánh bèo thì mọi người cũng biết rồi, đúng không? Thế nên là còn bây giờ em mới mấy ngày nay em thấy mắc cười lắm. Em mắc cười nhất là cái vụ mà uống lên Nhân Dân. Em nói nghe cái u tối không biết chữ nổi chưa nữa chứ phải đặt lên Nhân Dân. Trên Nhân Dân nó cực kỳ khó, thậm chí mà chỉ cần một cái scandal nhỏ thôi, chỉ cần một cái tin gì đó nhỏ thôi là cái hồ sơ bị lỗi từ dòng chủ xe rồi, nên đừng có mơ. Thôi, rồi lên Nhân Dân luôn hả? Rồi lên Nhân Dân. Nhân Dân còn quay xe còn không thèm coi, còn muốn tẩy chai thì làm sao mà lên Nhân Dân được đúng không anh? Nhân Dân nào mà công nhận đó. Rồi em mới nói nếu mà hai người đó cơm không lạnh, căn không lọt, một ngày nào đó cô ta hứng lên và cô ta đòi răng của ông anh nuôi thì sao ta? Đó. Lúc đó nhục nắng luôn ấy trời. Chưa đâu, sau này tụi nó sẽ post nhau ầm ầm mà. Tại vì cái gì cũng có giới thời hạn thôi. Mà mấy cái hợp đồng thì nó có thời hạn, nó còn ngắn nữa nha. Trời ơi, nghĩ tao mà hứng lên Nhân Dân nằm mơ giữa ban ngày. Đừng có nói gì tới dính drama hay những scandal trên mạng. Scandal tự thân thôi. Ví dụ như là chật nhịp, ác nhép, quên lời, lạc tông, nó đã không đủ tư cách là một nghệ sĩ bình thường rồi, chứ đừng có nói tới nghệ sĩ ưu tú, hiểu không? Thì còn mơ gì tưởng gì tới cái vị trí Nhân Dân. Không có nghệ sĩ nào của Nhân Dân mà chơi hẳn một cái combo gì. Bây giờ nó phải xuống làm Nhân Dân thì được. Ừ đúng rồi, làm Nhân Dân nha, mà bỏ đi chữ nghệ sĩ thì được. Làm Nhân Dân, bỏ chữ nghệ sĩ làm Nhân Dân. Ưu tối mà cũng xuống thẳng Nhân Dân thôi chứ không có lên nữa anh ha. Đó không biết ông ta đồng quần luôn. Không biết sắp tới đây cái anh ADN gì đó không biết có đòi là cái số tài khoản không ha. Đòi đi mình trả thôi. Số cũng đắt tiền ha. Nói chung á là em nghĩ tương lai không đòi thì chỉ món cũng trả. Cái tính của còn bà Món cũng dướng bằng vậy đúng không? Đúng rồi, cái tính của bà Món bà thẳng thắn thật thà lắm. Ai á còn là người thân á, ví dụ như á là muốn bả hy sinh gì bả cũng chịu hết trơn. Bà sống với anh em bạn bè bà không có quan trọng vật chất đâu,
ha. Nhưng mà em nghĩ là không còn chung chí hướng, không còn cùng là đồng đội với nhau nữa. Em nghĩ ba sẽ trả hết thôi, chứ không có lấy đâu. Quá hay, cảm ơn Banh nha. Banh chia sẻ về cái câu chuyện hành răng của con em. May là hồi xưa anh Banh không đi làm răng nha. Em nhớ là đi Thái Tử cũng làm răng, cũng gặp nạn rồi thì sao, làm răng cũng gặp nạn. Rồi chị Loan, rồi ông Vũ Le cũng gặp nạn tẩy chai này, rồi thủy cho này, rồi trước cả giám khảo cũng về hồi này đó cũng lo. Em thấy ai làm răng không thể của cô ta cũng đều hạn hết trơn. Con chủ phòng răng mà nó còn dính tam tay thì nó làm răng của nó, nói chi khách hàng nha. Chủ tâm con chủ phòng răng ở làm răng của chỗ của nó, xong rồi nó dính tam tay giúp mặt không kịp luôn. Wow. Thì nói gì tới khách hàng, em nói thiệt, cái gì mà kia giờ em nghe chân mày phong thủy, răng phong thủy, em không tin. Chứ qua cái vụ này em thấy phòng răng của nó là em tin rồi đó. Một người mỏ thấy như là tại làm sao mà có thể làm chủ được cái vấn đề phong thủy, không cô ta làm răng mà cô ta không phát ngô được đến người hai cái gì. Là lộng chiêu trò, đúng là nói người có tâm thì mới có tầm được. À, không có tâm mà làm căng ra thì sao được? Mọi người thấy đi, nghiệp nó đỡ chỗ rồi là vậy đó, nghiệp nó chỗ là không cần ai dập, nó tự dập đó. Mọi người thấy không, có ai mà đang có người bình thường cái mặt già bá lửa rồi, cái mặt bình thường nó như đàn ông rồi đi cướp cái đầu về xong đổi tóc giả, ba đi hớt cái đầu về nhìn như BD chuyển giới không? Họ nhìn như là con đàn ông mà đang tiêm hóc môn vậy đó. Thôi. Bây giờ người ta nối tóc dài rồi đó, nữ tính rồi đó, anh chê hoài. Sao mà có ai mà làm cái chuyện ngược ngạo không? Tóc đang dài đi cắt chân ngắn xong đổi tóc giả vô lại. Chị chồng ơi, qua sửa cho em. Cũng qua người ta chê sửa nha, người ta nói là uống sữa ngán rồi, người ta thèm cay nha. Quá thèm cay hả? Thèm cay rồi. Không phải đang có bầu hả? Người ta hết thèm chua rồi. Bầu dục. Nó vợ có chữa ở nách. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Rồi, rồi, rất hay nhiều luôn. Nhiều sức khỏe và nhớ đăng ký kênh Facebook của Việt Văn cũng như là ủng hộ kênh Trang Anh Bay nha. Lúc là Bân Bân đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, thấy Bân. Hiện tại là Facebook của Bân đang bị chị dâu em cho IT kiềm cạp em chắc chắn lắm. Và mọi người nghĩ đây là thuê hẳn hai cái Facebook giả có tích xanh luôn. Một cái là Facebook Võ Việt Bân ở Thủ Dầu Một, thì không phải của em đâu nha, có tích xanh thì cũng không phải của em. Một cái là ở nước ngoài, rồi còn thêm 4-5 cái cũ nữa, nhưng mà nó không có tích xanh, cũng tên Võ Việt Bân luôn như ở nước ngoài mà, nhưng cũng không phải em luôn. Đó, cứ mỗi một lần mà thuê người đánh phá em á là sẽ có một cái Facebook. Rồi hiện tại hai cái Facebook giả đang tồn tại trên mạng, cho nên hiện tại là mọi người có tiền em trên Facebook thì cũng tiền không ra đâu, không ra đâu, tại vì em ẩn khóa gian cá nhân rồi, em cứu lại được Facebook rồi nha mọi người, nhưng mà hiện tại em chưa mở ra được. Nhưng mà hiện tại mà em mà mở ra là bị hai cái giả đó lắm. Anh ơi, cho em hỏi như anh bay như 4 cái rồi đúng không? Em hả? Dạ. Bay 4-5 cái gì đó. 4-5 cái rồi. Có cái này là tóc chai nhất cảnh nghiệm. Cái này có nghĩa là bay xong em chụp về. Bay anh Banh, anh biết cái tội lỗi của anh Banh là gì không? Cái này người ta ghét anh không? Đẹp trai, nói hay, hát giọng, bài chi. Anh bớt được không anh? À, không, mà mới bay 4-5 cái ít mà. Anh bớt đi. Mình bay hơn chục cái. Anh bớt cho nên người ta... Ý là em không có tạo cái mới, em cứu cái cũ về đó nha. Chứ còn nếu như em tạo là em không có thua Vĩnh Minh đâu. À, em cứu về đó có cái em cứu 3-4 lần rồi đó. Hay vậy? Thì tốn tiền nhiều lắm luôn á. 15 triệu. Trời ơi. Nếu như mà anh cứu mà cho mọi người thì bay Facebook bình thường á, hack đánh một người thì cứu từ 5-8 triệu. Nhưng mà bị tới cổng á, đánh lĩnh riết mà cũng tới cổng á, mở cổng á thì phải đánh 15 triệu. 15 triệu. Thì cứ một lần mà nó thuê một cái Facebook tích danh xanh 25 triệu để mà nó mạo danh mình, rồi nó đánh một cái lệnh VIP là 30 mấy triệu, thì rồi một ơi. Lần là nó tốn gần 60 triệu thì mình sẽ tốn 15 triệu, thì cứ chơi hoài vậy thôi. À, mình đỡ hơn phải không? Cứ đánh qua đánh lại thôi, thằng nào hết tiền thì có thua. Không chừng vài bữa đó giờ ta đang không ở biệt thự mà ta đang ở cái gì đó, chung cư không chừng. Em thấy bán xe rồi. Rồi, 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 rồi,